chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nâng cao tinh thần và kết nối sức mạnh đoàn kết. Vậy bây giờ chúng ta trước khi đến với những hoạt động tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ có một vòng phần khởi động, mong rằng là tất cả quý vị sẽ đồng hành để cho đêm nay thật nhiều ý nghĩa. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ mở một đoạn nhạc lên. Một đoạn nhạc này được tên là Việt Info Tuyệt Vời. Và đề nghị tất cả quý anh chị ta sẽ cùng hỗ trợ cho MC bằng cách là khi tôi nói là Việt Info mà tay để ngay tim, các chị vui lòng nói cho tôi hai chữ tuyệt vời thật lớn được không? Nói lại nha, tôi nói là Việt Info mà tay để ngay được, các chị vui lòng nói cho tôi hai chữ tuyệt vời. Thế thôi, đồng ý nha, làm thử nào. Việt Info. Hơi nhỏ nha. Việt Info. Quá hay. Tôi nói Việt Info mà lần này tay tôi để lên cao, các chị nói cho tôi ba từ Việt Info. Nhớ nha, tay lên cao là các chị nói Việt Info. Sẵn sàng. Việt Info. Lớn lắm nữa. Việt Info. Bây giờ kết nối 1 và 2. Ngay ngực là tuyệt vời, lên cao là Việt Info. Sẵn sàng nha, tất cả mọi người ngay ngực nha. Việt Info. Việt Info. Lên cao Việt Info. Việt Info. Bây giờ hát nhạc nha, bài ca được tên là Việt Info tuyệt vời. Rồi quý vị nha, và chúng ta sẽ cùng vỗ tay theo nhịp với bài hát là Việt Info tuyệt vời. Vỗ tay. Việt Info. Rồi, từ đầu nha, quý vị nha. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Mang chúng ta là hay gần. Chỗ nào quý vị? Đúng rồi nha, hay gần nha. Việt Info. Việt Info. Anh em ơi, chúng ta về đây. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Mà chúng ta là hay gần. Tay cao, tay cao. Hơn nữa nha. Hay gần nè. Việt Info. Việt Info. Anh em ơi, chúng ta về đi chơi. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Việt Info. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cùng đến với bài khởi động vừa rồi mang tên là Việt Info tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm thật nhiều ý nghĩa nữa. Bởi lẽ ngay bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện lãnh đạo công ty. Trân trọng kính mời anh Phạm Anh Chiến, tổng đốc của công ty lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng được kính mời anh Chiến. Chúng ta cho sớm chiến chúng ta nào. Dạ, em mời anh. Xin chào tất cả anh chị. Đã lấy hôm cái buổi hôm nay thì chúng ta tổ chức cuối năm, nhưng vì dịch bệnh nên hôm nay chúng ta tổ chức vừa là lễ tổng kết 2020 cũng là cái lễ gọi là khởi động năm 2021. Nhưng mà mọi người biết năm 2020 thì mặc dù rất nhiều khó khăn, nhưng mà với tất cả nỗ lực của tất cả anh em thì công ty đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động ra. Và với niềm tin 2020 thì chúng tôi cũng có niềm tin rằng năm 2021 chúng ta sẽ thành công nhiều hơn nữa. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả anh chị đã nỗ lực hết mình về việc pho trong năm 2020 vừa qua, và chúng ta đặt niềm tin và hy vọng những năm tiếp theo của năm 2021